thuộc là ẩn chân. Nâng trông cho tốt nhiệt nhượng bằng ơn thầy Phật Thần Ấn này khả năng thầy áp lên Phật Thu Ê Cả Trật Chuyện ấy. Nâng thầm đàn bằng tỏ nơi khả năng Ê Cả Trật Chuyện rụt bó Phật Mô Phật Rìa Chuyện nơi khả năng bằng lấy ngốn kì thầm đàn thầy Mô Phật Rìa Chuyện kìa Mê Thê Vi nâng Phật rồi bỏ anh à, cha tê và đi bệnh nâng nguyên đọc rồi mùi mẹ nâng chừng mế nguyên côn phát bài chụp tụ nâng ấy thì nguyên mùi quần mẹ nằm mùi tụ nâng nằm mùi quần nâng nguyên mê nguyên Phật Thiên đôi khi Mô Thị Rịch nó có nguyên một con chẳng tầy nằm đọc ra mùi nhẹ nó nguyên trị tạ hay tay sơ mê tay dạ con là cạ mê tự cư thô tự cạ ô cơ xây dạ nôn tệ hê mật cạ chẳng hồ hai tay nó rồi hốt đó từ mô thị rìa chìa mê thị rí hay nâng tanh thị rìa chìa mà hài xây nâng nơi khá nông bảo vật ương rai thẳng đàm nâng cầm yên xâm đàm đầy chờ rớm nơi khá nông bảo áp thạc thà ê chạ tực kệ nâng cầm yên khá nông bảo áp thạc thà sắp tạm ị bạp đà chìa áp thạc thà nây bà ra dê nạ vệ nâng cầm yên bạn ta nhầm cả năng còn tại chạp dược sẽ trở đầy này rương trụt trụt mà và kênh quân chạc tìm được trên nhật nhóm âm tì rụt vọt rụt bọt a cha tê và rì phriêm nằm thóng hay nằm nằm mô kê rê nằm thóng Mô Thầy Rịch nâng khlọc chiếc xoay thật bỏ chá tê và rì phía nâng tăng tè thịt đài màu tế tăng thịt chiếc môn môn nâng chiếc rương thăm ở đà này ốc bạc nụ xáy chứ nà ốc bạc nụ xáy thăm ở đà tại chọc tầm nó to khía rập chiếc giang chá em nâng cao về là cha tê và đi priêm nâng chi sợ bác nơi khăn là cô cắt hạ về hẳn nát mô kể lịch nâng chi ảm mát ở bọc rơi chi chi ảm mát giang chất nật ngày đòi màu chiếc trong trời là bọc rơi mô kể lịch nế có tùy thẳng ba môn nâng ba mọc chi rơi sơ mát xăm cốt có chi sắc chọc thì sắc chẳng nào chúng tôi hạ cha tê và rì nâng quật bàn sắc xa mê cầm tì vết đại chúng một hạ bàn đò trái này vết chẳng bày nó cầm tì priêm nâng riêng cho chọc ông chẳng tới cư con tài kia ca sắc xa riêng âm tì riêng khổ buôn chất bạc tôi tê lẽ thần nạ rưu gọc buôn chữ bắp mơ phu mở sắc ấy chân tổ vật là sắc ấy chân tới mình tổ vật tới đầm ấy chìa bọn chìa cổ xo xâm rập chìa bằng dao ấy khăn ông phạ rồi lâu kê nâng đàn chân quật bàn lìa bà thị chìa bà bà phạ xê nè thị cao xo nâng tợ bù đầm ấy vầy ngọc khô xâm rập phạm rực lộp này chỉ có thể bỏ cột còn sắc nâng cái tay buộc thật thành phọc cho nên đã trả tê và đi phriêm nó mà nế còn sắc thì mây nó đập ra mùi nế hãy miến mà con đập ra mùi đòn thiệt tại mình bốn buộc này thế nông phriêch ớt kiên này bà bà phạm xây nà thị cao xa phải chạy cọng xa vật thầy nó tại sao máu chết
rừng kia rừng kia u ai chẳng có xoay như rộp chỉ cái lại tam ạch kia xoay rộp bọc gọt tới ngày nó cho phía sau thầy tới thập bốn tới thập bốn là cô cao xăm tì tiệt thập bốn ngày thì bộ nó cô cao xăm tì nóng nơi một tì khang lệch tê rê nó xây tê rê nó xây nóng nơi một tì khang lệch cái lãnh của ông trông trắc hay cái lãnh của ông trông trắc nóng nơi một tì thập bốn mẹ thật thệ nóng nơi tì thập bốn sao thầy chẳng cứ khơi thả đầm nào để cho mọc ruột cái lãnh đầm tay tập rất nơi khô ở bọc quạt những cái ngày ngày tràn dầu nhá các bạn chưa bật tiếp nơi cái lãnh muối nơi chiếc cọc nơi tình lệ cô theo đi tình lệ nó được bài tới hãy cái lãnh những chiếc cọc bài tới hơi hồ chô kia đến cái chiếc cọc tùm hùng thống tùm màn chiếc đập vào môi dầu cọc nắm hay sập bồ tại đây đàm vật từ cái lái lọt tập bọt môn nạ sảy này phòng anh nhận thằng ông nắng to mình toàn ban đâm thập rết mà xăm cốt phở ông truồng ban trả đâm thế rồi chết để tự buộc dân tới sảy người rộp thua đầm đây chỉ tì phân mà bọc luôn nằm phạ rồi lộp nằm cao để gặp bu hay nắng to sập bồ tại đây trả cả đây phở ba tạ xe nè tị cao xa đây phở lọc cái côn xa phở ba quạt nâng cỡ cỡ ai à mạp nâng non vô tay sinh thật sinh thọp tục đạ nâng nhẹ xa rọc nâng là cô mô lật cạ nâng cô á sật cạ nâng nâng đây phở ba rồi nà nâng phở chạy nà ná cây nô lâu và chàng khoác hạt ấy nâng hay bình trân cho phở nâng tế nhẹ nâng cô nâng chí rết phá la tay tè bằng cọp ai kê vô nơi phạc ca xên xên và chăm cho nam nó vô mà bôi chia đó quạt tiệt đang chẳng quạt có rượt chăm phơi chia xa ai tiền này nâng cọp nâng rồi tiền thông á là mà hà dành á rõ cho nằm nơi tê cho nằm mùi nâng cọt ai rùi sạch bạch ôi liên tới ảnh miên tục đại tế ảnh miên xong tục đại tế ai hỡi cọ ọt tế bạn phát hiện mà nhẹ tiệt nâng đại tiệt tụi quân chọc tầm nôm thì ta chưa được chữa màu bạn phơi tầm nế tay rô sầm tàm ca bằng cọp hay bằng cọp tiết tập bọc phát hiện mà nấy thiệt hiện gì nữa thì ta tiền nâng cất phơi tầm nế tế hạ chơn cất ngô tết thật lợi tự rô cả cha tự vệ rì nâng miền mình vừa đời khuất hãy sọ bật lạ tự đòi thù lì giờ tới miền rù bà riêng cua ấy lạc đá cha đều chặt tự xong thật bọc kết lô cả cha nhờ màu ní trời ca hạp bật nạ pram rời lô cả cha tự vệ rì nâng quật miền tự xa hà nẹ màu chư tê lai triệm màu mình toàn tê và lia để dưỡng bàn bò đi chạ rùa chỉ ra cho hai bình nhạc trời ca dàng lý chăm chăm nằm trời triệm mình thả mình đang chỉ chăm trời tê nà bởi dưỡng trời ca lấy rùi tới triệm nâng quát đăng thả xong ọt bán quát miên chật khăn chật cao cao bán quát có bàn tôi là tia chung quốc ai cha tia về đi nâng thả bờ dương mình ban cả hạt tà nạc ra mà rời thế khó ba và bà cha ấy nâng trời bay khăn nông rìa ca trầm tí ngày tiệt hãy quật bàn phút đầy sạch trở lại nâng dục ca rồi chung vĩnh gặp nhìn mình quát thơ chịp ôi đôi chìa rơi nguồn thơ ai ở cha nâng khlát tam tích priêm nâng quát riêng khu buôn cả họ thế quát qua mình đăng thà
ក្បាលរបស់អាចារ្យនឹងបែករីមិនបែកអីទេតែគាត់សំឡប់សំឡប់ចឹងទៅកាត់ធ្វើមាត់ទីអូចិត្តអូចមានខ្មិញដើម្បីឲ្យអាចារ្យនឹងខ្លាចអាចារ្យនឹងក៏ខ្លាចមែនហើយគាត់ក៏អត់មានអីដើម្បីនឹងឲ្យដែរម្ល៉េះក៏សង្កត់ជាងនៃមិនសក់ ໃນເຈມັນສັບສໍາລະຫນກໍມັນບານປິສາອີກໍມັນບານດາຍກວດກຶດຖ້າທໍາມະດາຜູ້ປຽມຈັ່ງຫຼາຍແຕ່ເຈມົນໃນການສໍາລະຫນຸໃຫ້ເມື່ອໃດປຽມນີ້ຕໍານົງທີ່ກວດເຈມົນໃຫ້ກວດນັ້ນສໍາລະຍິງເພິ່ງຮັກເຕຍກວດກາຍອັດຣະນະມັນມີເມດຕາໄວ້ຫຼາຍກວດມັນຕຶງອໍក្នុងການຈໍາລະນຊຽນຂອງກວດຕິດພໍແຕ່ກວດ បានចម្រើនធានបានជារឿយៗមកហើយនោះដោយអំណាចការតក់ស្លឹកអំពីការសម្លាប់របស់ព្រានហ្នឹងគាត់ភ័យគាត់ដោយការភ័យព្រួយរបស់គាត់នឹងសម្រាមមិនបានហើយទីសាបាយក៏មិនបានចឹងទៅទីជប់ទីចឹងក្នុងពេលនោះមានទេវតាទេវតាដែលធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់គាត់ក្នុងជាតិមុន ក៏បានពោលឡើងថាសូមឲ្យអ្នកមានការពិចារណានៃអ្វីដែលជាក្បាលហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្បាលធ្លាក់ចុះផងព្រោះថាព្រៀននឹងគាត់ក៏ហក់ទេគាត់មិនអាចដឹងថាអ្វីជាក្បាលអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្បាលធ្លាក់ចុះពិតប្រាកដឡើយដូច្នេះ ទូញ្ញាពិចារណានៅអ្វីដែលជាក្បាលហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្បាលធ្លាក់ចុះអាចារ្យពេលវេលានឹងគាត់លើកសម្លេងទេវតាអញ្ចឹងគាត់ទៅសួរថាតើអ្នកដឹងដែរឬទេបើអ្នកដឹងចូលប្រាប់ខ្ញុំផងទេវតានឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គអាចជ្រាបច្បាស់បាននៃអ្វីជាក្បាលហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្បាលនឹងធ្លាក់ចុះមិនទេនោះអាចារ្យពេលវេលាព្រៀមបានលើកសូត្រថាមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទៅប៉ុណ្ណឹងក៏បានសួរទៅថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកឬព្រះអង្គទ្រង់នៅក្នុងទីណាទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកហើយទុកឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងកោសលមន្ទីរជិតក្រុងសាវត្ថីមានតែព្រះអង្គទេដែលទ្រង់ជ្រាបបាននៅសេចក្តីនេះជូនអ្នកសួរបញ្ហានេះចំពោះព្រះអង្គចុះអាចារ្យពេលវេលានឹងគាត់ បានជ្រាបតំណឹងដោយទេវតាប្រាប់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាស់ក៏សេចក្តីរីករាយរបស់គាត់នឹងកើតឡើងដោយសេចក្តីខ្លាំងក្លាការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតរបស់គាត់នឹងក៏បាត់អស់ទៅឈប់ភ័យឈប់ខ្លាចនឹងព្រៀមដែលសម្លុតគាត់ហើយនឹងឈប់ភ័យគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថា យើងនឹងបានសួរសេចក្តីនេះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចទៅគាត់ក៏បានទៅជុំសាសរបស់គាត់ទាំងអស់ដោយបានតាំងនៅអជិតប្រៀមសាសរបស់គាត់ម្នាក់នឹងឲ្យធ្វើជាប្រធានហើយឲ្យស្ដាប់នៅបញ្ហាអំពីគាត់ដើម្បីនាំយកបញ្ហានឹងទៅទូសួរព្រះដែលមានប្រភា ក្នុងការដែលគាត់ចាត់ឲ្យទៅនឹងគឺកូនសិស្សទាំង 16 គណៈហើយទាំងសិស្សដែលជាប្រធាននឹងគឺត្រូវទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានទៅដោយខ្លួនគាត់ទេចំពោះអាចិតប្រៀមក៏បានសួរអាចារ្យថាធ្វើម៉េចពួកយើង បានស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាន
a cha pê rì nâng prap hà lẹ thật nạ sam chập tì prak ká kì miên nây khnông muôn rô bá dế nây khnông lẹ thật nạ đại dương ban riêng sập khrup hai nốt bộ cơ đại miên nây mà hà tội xạ lẹ thật nạ sam chập tì prak ká nế bà nây khrup khrông tiết nâng ban chia sở đạch mà hà chắc tại bảo bước nâng ban chia prét sở mạng sạm cột nè chờ trượt mớ nơi lẹ thần nạ sạm sật tì và ca này cho rồi tới ban lâu bà cha nâng cột nhiên bà xa khả châu nẹ tật bà là hơi nẹ xạ xu bà nhà hà bảo prét sở mạng sạm cột ong nước đào chật cả ná bà ong chia prét sở mạng sạm cột tật bà ong gọt trốn vì sạc chân nế đòi phép địa chàng chủ nế tu sư bà ông ẩm tì chiết ẩm tì cốt trà cốt ẩm tì lẹ thần nạ ẩm tì môn nâng ẩm tì sạc hay bần tập máu nế nâng sư ẩm tì ở vấy đai chiếc khả báo hay ở vấy đai phơ ở khả báo lệ chọc nông ca đai tôn xa chẳng ốc nên ạ chị tạ chị đa từ muối ạ chị tạ nên để nên con xa một con tới hai tí tay sửa mê tay dễ nên cầm nên con xa một con đấy bấy con ở cạ buôn mê tử cư pram khô tử cạ của muối ô cơ xây dễ phần tì non tệ phần bấy hê mở cạ phần buôn tao tê dễ đọc cặp tạ đọc muối chị tạo cằn ấy đọc tí và thề vốt đập bay ụ thì dễ đập ram tàu xa lạ đập rồi muối đập ram môi kề rìa mê thề rí đập rồi muối tên kì dễ mà hại xây nâng đập rồi muối nhẹ nâng hãy miên sắc đè chìa sắc ôn nó đè nơi khăn nông trần nặng nâng miên mùi con đập rồi muối đó nâng tư tư tầng ốc chẳng ốc nha nâng ca đại ban vai ông cùm a cha tê bà rí đại chị a cha thông hới có bán phơi đồng náy tư cánh tư khẩn trường ổ tà rạ tư phơi đồng náy tư cánh tư khẩn trường phô bán lưu đồng nâng đại tê bà đá bà thà phê đồng nha phía bà ông trông cuốn nơi trông sao vật thầy chẳng cứ trời phơi đồng náy tư tư mà cô sao vật thầy nâng đại chiên là cô rồi bác luôn nó sạp thòm có bàn tay bệnh sử mẹ xăm phút bệnh ông trông trịa tiền thà tùy cho lấy nông sao vật thầy ní thì mình xóm xâm rạp bệnh chẳng ọ để cho anh toàn nhẹ thế bệnh ông có trông đại diện mọc căn là cô mẹ thật thể tiền trông đại diện cho mọc hẳn thở bố, mọc nực cô mẹ cất thiệt. Nông đầm nà tam khlấu thì khóc. Chị chả nà rôi ông, toàn ông, cho cháu mà rôm bởi ông. Nị môn mọc tam bởi thầm yên bộ phía. Tam khlấu cho chọc đòi đầm nà nây quất bò rì sát nâng. Hai hôm bởi thầm yên bộ phía. Mọc đò nực cô mẹ cất thiệt. Bởi ông trông đạch. Duyên là lợp núm. Bàn à xoay nơi tì gần lại muối chmua pa sa mạch cạ chạy đầy nông là cô mẹ gật thẻ đèn hay chùm này priêm chùm ốc đầy phơi đầm nào tây lắm phơi đầm nào tới có mình bàn đăng thập rõ ông trông đạch nhiên màu là cô mẹ gật thẻ thế cặp phơi đầm nào trông tây là cô sao gật thấy cặp tì trông sao nà chặt chân nhầm tì krong mà hay sẵn tay đây chìa krong rồi bọt đai mô lực cá hay bàn chặt tàm krong ôi chên ní nơi nhầm tì thằng thập bôn nó cua cao xăm tì nâng rồi bàn chặt krong mùi tiết mô cô nạp thế rồi bàn chlong chặt đòn trí mô trí về tì sạc rồi bàn chỗ đó tên nó cua cao xăm tì chặt tì nó cua cao xăm tì nâng chỗ đó nó cua xa kết bán thật thì nó có xa kết cho nó có sao vật thầy tức đó các bạn chưa được tầm nắng ông tư thì khỏi tình lái đây là xe này nếu quạt chết ở quần
thiệp đầm năng cho bà ông trông sư đại diễn tới chăn được cô mẹ thật thiệt. Và phơi đầm ná chọc mọt thật bông vinh tiền tâm tệ thật bông tịch thật hàng cao ớt. Rồi phơi đầm ná chặt âm tí cao xâm tí tới tới thằng chương nâng mình mến chương chương tròn tròn đấy thì chương chiên thằng cao ớt. Ngày đó chọc mọt vinh nó chọc mọt thật bông chiên thằng cao ớt đài. Ất nên chọc mọt tạm phơi thật đài thế. Chân tin là cô sao thầy nó cho đó là cô sẽ tập chứa bàn tròn tới cho đó là cô có bài lập hoa. Ấy bàn chắc là cô có bài lập hoa nó cho màu thầm bồn bình tĩnh lên nó đo cô xin là ra. Là anh có ông bà đi tiền nó rút bàn chắc cho màu thầm bồn à. Chọc màu nó cô pa va tròn nó cô pa va đo phô kệ nó cô chặt phô kệ nó cô chọc màu đo trông về xa lầy rùm luôn về xa lầy nó bàn cho đó là cô mẹ thật hiện. Hãy rùm luôn lấy tràn đáy nông nửa cô mẹ đã thể nắng bán đo ba xa nửa cạ chạy đầy. Thưa đâm nè ngài bằng tay sẽ cái đây tương ơn đi. Thì bao dầm nè priêm bàm chết khá la chung phố priêm mà sáng phút. Nhìn cái đây chết khá la tôi sẽ lấy ngài dầm nè cả đói. Còn mình bàm cực đo cả nơi hót hay nôm ở miền cá chỉ là thế, rồi nơi thân ông trầm tí nó, nơi thân ông bị đọc này dưỡng lê học tập trầm tí đó. Lê học tập trầm tí, thân ông chờ lại một tế, nó nguyên tầm đây anh ta. Nóng ta nó, phụ priêm tầm ông anh ban lăng, tờ lơ phnum, bà xa mà cạn chạy đầy lắm. Thả priêm bệnh đôi kia bậc cơ, sợi tất, hai tầm rong tờ rơ tất kể kia. Bị bệnh đôi chỉ nghe muôn đọt thống thấy tầm rong tờ rớp liếp để luôn trái bàn dàng thống để rứt cả đôi chỉ bậc quý bao hạt ngay trái tầm này đập rớ thấy tầm rong tờ rớp mà lục chẳng đà nếu cứ kể ca tầm đại nhạy thường thà tập chất nhạc tầm ốc nóng nguyên bùm non trái ca chưa bệnh tầm ác xong cốt khlang khlán á. Bị bệnh đôi chỉ bậc quý để xe tức cho họ cả hai hết bạn đang tức trị kiện nơi tì ná tục nhìn từ đây tinh chất nông đồng ná tờ rộp tức trị kiện nực nâng nông cha nông phía hành đồng nhân một khi bà ông trông cuồng nơi ba xa mẹ cả chết đấy nên khi khẩu xong nâng cột bò rì sạch nâng chào mô rôm bà ông nông cha nông bà ông cầm phung phát xâm đại nơi Phật Thu đó khi khỏi xong chị đám đôi chị sát xây hạ cầm phong tay bần lơ nơi xây hạ niết nông phê đồ chân học nâng nâng cư đều bà lấy xâm đại nơi nông châu lạ đi chạy nâng cư bà ông cầm phong tay xâm đại Phật Thu bị bạch đôi chị riêng chạy xây cầm phong tay mình lấy thầm lên tầm đá trầy. À chị ta priêm đại chế bật thiền nguyện lấy tầm đá priêm chị tràn toàn tiện nước ta để bàn lên tầm đá hai có bàn hơi bệnh sản mà xăm phút cho mấy chắc nông ca nó rung riêng đô chỉ bệnh hạ tích chung phong bình chênh nơi rẽ tầm mấy rứ bệnh bệnh đô chỉ bệnh chắn bình bồ đồ mấy nông riêng trái ngay đập rạm cả nâng cầm yên tùm đai nơi nông bà lây chỗ lặng tế nâng nâng bà ông rung rương đôi chì bà hạ tích bình chân rẽ mấy rứ bà bày đôi chì bà chăm ngay đập rạm cả bình bồ đồ mấy mấy xa lạc nâng bà cái đấy rõ ngay dân khơi những phía hạt tích cả chất ấy đã hay bàn khơi những phía chăm cả chất ấy chất ở đồng minh cả là bà mình chịu cổ xó có chịu ạ cổ xó đòi trăm tài khơi những phía hạt tích rưu phía chăm nè phần tay cả nà bà dân bàm sử đập rồi tôi trăm tới tay bàm lọt lư ở vầy chung vinh chỉ vật là bao nhiêu vật thọ là bao nấu sạch sạch rộng
đây phải thua đang bàn lơ chiếc mà xỉn đầy đầm đầy thiết tử giáo đã cột bỏ đỉnh sạch này anh chẳng ra cục xa mình thay cục xa thả tiền thả sơ thả xa mật thả thiê và nế rưu vì phát xa nà tê đời chụp bệnh hạt tích ấy chẳng dàng hào nhá cầu dân lực hơn thả bệnh hạt tích bình chân như đại xa mấy từ rung rương priết bảy đôi chỉ priết xa mà xa mật cho ông ấy chắc đại bảo ông rung rương tầm tái tôi chỉ phải hạt tích năng rung rương dàng ná có mình rung rương đôi priết xa mà xa mật ta cảm tái chỉ thực đây ốc của mẹ tập tình nắng có quân nhân sẽ đây chỉ là ở cả nắng nóng priết xa mà xa mật ta chỉ chuyên dân cắt tức tôm nó mà có cái đây mà lấy ngày này cho chị đàn chân tới rưỡi nó tên đại dân khơi tài chắn chúng nuốt lột thẻ đại bật tư đang chị đây rị đây nâng phần lưu bật chắn dưỡng bái tư chị nức khơi hạt rị bạch đô chị bạch sả mạ sàm phụt rất sả mây trò chị sả tuần này bạch chắn nâng rị bạch đô chị bạch hô đại bạch ông trung ta sẵn đáy tu sập rất trầy cho chẳng lại sắp bài rị rê hay cho họ nơi nông đoàn trầy nông bà lê rất trầy trong bật lưu bật chăm nâng bật chạy cho đoài chất thần xàm từ trì bạch đô chia bật xong phút bò rì sát đáy bật chạy thì chung nơi trong rất mây nấy bật khô đại bà ông trông ra xâm đài nâng có ai cá lớp nấy cô xoa nhìn từ đây chọc ngọm tam lời chật sắp khớp chẳng ổn hết tiền đó xung bây tê ngay cái đáy mơ tới khơi ngay phần nào côn có ai chụp ra tới đầm đấy tí chạp nè xong khá rật khô đầy sọc xôn ra tế ạc miên khlâm tiên ạc miên khlâm sọc ạc miên khlâm khluôn ạc miên khlâm thật thê kinh tọa tế chìa rực bọc đá chạy ẩm tí bạch chay trời ở trái bạch chay tạ tay ngờ chạy lại tri bày đâu chết ngay bằng nào cơn rột sắp và cơ tư luôn mình miễn khả nông rút tết trở nên sinh nhà thông khá bình miễn nâng đại thương ngay bằng nào cơn ở đây có thương thương bằng tô có ai chẳng đây thì cha rằng là thương sang khá rồi thua để cả lãng ạc miễn thơi mau rồi luật tới ạc miễn thơi tới ở đây sắp rút chẳng ốc thì khả nông rồi thua miễn lớp yêu mà chẳng đây chỉ thương ốc của ma rưu thay chữ ở tề ho tập cái đây, lên cái đây, chờ cái đây, hẹn đây cái đây, prey cái đây, nung cái đây, thủ ly đây cái đây, crop crop cái đây, lập chơ cái đây, mê chơ, sầm ram, sập rập, tăng làm ti, ca chuột, rồi cả ca mình ly ca chấm pa, pro cái đây sập ngay đang giang na giang na sập tiền miền, sập tiền miền sầm đài, mấy con đường sau riêng ấy chẳng tới sẽ làm sập rụp hay chừng cua nấu sắt chẳng na cứ miên sầm tai chẳng ọc tình miên tài thưa mày phải ăn nắng mình miên làm mình miên một tô ấy được tập ngay phần đền được về dân khơi làm khơi một tô có dân đất ra khua để trung sầm tai làm kỳ duyên làm kỳ chừng ni nâng chẳng được về tại dân khơi làm khơi một tô nâng ấy ái nhang từ sau viết được cả ở cả làn bờ tây đầm đầy tiền là từ sau rứ co xây là từ sau rứ co sa mật hạ giang na nâng ai từ bờ tây này nồng ca khơi như vây vây rằng ó chia vật thọ chia được bọ chia được tê chỉ duyên chừng ni chia vật thọ prapra thập rộp rằng ó nâng nên ấy đại thà mình nên chỉ tì tăng này ca chỉ làm từ sau là thua tế cả na bờ dương sẽ đập cho ra, sắp xa cho ra, chẳng tới miền cá chìm ra lên cả đói vô như sao mà nệ chỉ cả ra, người cá phương tục nông chất đòi ụt bài trời tùm nương tam phần nế, phần chía, phần chế móc, phần áp, phần cây, phần chất thực phía trên phần mũi của sao chẳng lại chẳng cuồng lắm, chứ ai chịu ụt cả ra đó, cá miền thực tế, rồi lết rút vật khô, nâng nghe mật khô nâng của sao là khô lắm chỉ riêng phải đập chất chỉ riêng à lằng cá nòng cá chìm ra lấy sợi tơ tham buồn đòi ốp bên dưới giáp bạch chày cả đời dân tăng lên nòng một cuộc đời sát na